nắng đẹp mùa xuân nắng chan hòa. Nam Bắc ta cùng cao dòng hát, tình dân nghĩa đáng ngon lời ca, tình dân nghĩa đáng ngon lời ca. Các cháu ơi, vui vẻ quá, vui vẻ quá. Dạ, chúng cháu chào ông ạ. Chúng cháu chào ông ạ. Các cháu ơi, nhìn cảnh mới, lòng già sung sướng. Mà như ngày xưa mắt lão rưng rưng. Ông ơi, quê hương ta đang mở hội tưng bừng, chúng con múa hát để mừng chiến công. Ông ơi, xuân về trên khắp núi sông, sao bỗng nhiên ông buồn làm vậy ông? Các cháu ơi, sao vui hôm nay già không quên chuyện cũ, bao năm trời đánh Mỹ đuổi Tây, có tự do độc lập hôm nay, biết bao người đã hy sinh vì nghĩa lớn. Các cháu ơi, như cuộc sống hôm nay là nhà nói mới cơm mì no áo ấm, vui kết đoàn làng xóm bên nhau. Nắng xuân đẹp những hàng cau, đôi chim tung cánh bay vào tự do. Thế bây giờ lão đố các cháu nhé. Dạ. Các cháu có biết thánh mẫu đang thờ ở làng ta là ai không nào? Dạ thưa ông, là nữ tướng có công đánh giặc, có phải không ông? Không phải không ông. Như vậy thời các cháu mới biết chỉ có một nửa mà thôi. Dạ thưa ông, chúng cháu là lớp người trẻ tuổi, chưa qua binh đao, chẳng rõ chuyện chiến tranh, ơn đảng bác, sống trong cảnh thanh bình, năm hai vụ chiêm mùa no ấm. Nay làng mở hội nhân ngày lễ thánh, xin ông hãy kể chuyện về đức thánh mẫu cho chúng cháu nghe đi. Phải không ạ? Được, được rồi, ông sẽ kể. Nào, bây giờ một cháu vào trong hậu đình lấy cho ông mẫu quạt ra đây. Dạ thưa ông, đây là mẫu quạt ạ. Các cháu ơi, dạ, mẫu quạt này là thứ không thể thiếu, là cái gốc của nghề quạt giấy làng ta. Vậy mà khi giặc Pháp tràn qua, chúng định đốt mẫu quạt này đi để làm ta mất nghề truyền thống. Lão còn nhớ như in, hồi đó là năm 1950, giặc Pháp về làng ta lập bốt xây đồn, bắt dân làng phải chịu phục dịch cho cực đủ trăm điều. Nhìn non nước da màu tan tác, giọt máu hồng, giọt máu hồng tim lạnh chiều đông.
tiền ai chơi với giữa dòng cánh cò bay lá qua đồng xác sơ. Ai thân gái bơ vơ dặm khách khó khăn nào, khó khăn nào thử thách đời cô tình dân năm đời tháng trời ngọn cờ cách mạng ngọn cờ ước mong. Ông ơi, vậy người con gái đó là ai hả ông? Là ai hả ông? Đó là chị Nguyễn Thị Đào, người con gái kiên trung của quê hương ta đó. Chuyện ra sao? Ông kể tiếp đi ông. Kể tiếp đi ông. Thế rồi quê hương ta lại âm ỉ ngọn lửa hồng. Cán bộ đảng sống trong lòng dân, vì nhân dân mà chiến đấu. Nhưng bọn ác ôn khát máu đâu có để ta yên. Chúng lùng sục khắp xóm dưới làng trên, quyết tìm cho ra cộng sản đó các cháu ạ. Thế rồi một đêm khuya giặc đến bất thình lình, lùa tất cả dân làng gia đình cùng mẫu quạt, mặc cho dân làng van nài kêu ca khóc lóc. Chúng nhất định đốt mẫu quạt nếu dân làng không chịu khai ra chị Nguyễn Thị Đào, người bí thư kiêm chủ tịch ủy ban hành chính xã đó các cháu. Trời ơi! Một vài người cả gan chống lại. Thằng quân ba pháp, thằng quan ba pháp cầm súng bắn ngay, rồi ra lệnh cho lính đốt, đốt sạch cả làng này. Bọn Việt gian thật là dã man, còn giặc Pháp thì tàn ác thôi là tàn ác. Các cháu ơi, lúc đó giữa đêm đen bỗng vang lên tiếng thét, lũ giặc kia không được làm càn. Ông ơi, chúng cháu hiểu rồi. Chị Đào đã đem tính mạng mình ra để bảo vệ dân làng, cứu nghề quạt truyền thông. Bài ca truyền thông quê mình thủy chung giữ cho nghĩa tình, trước sau giờ đây nước mạnh dân sau khốn nguôi nhớ chỉ nỗi đau một thời khốn nguôi nhớ chỉ nỗi đau một thời. Các cháu ơi, lúc ấy ai cũng cảm động, cả làng ta đều xót thương. Ngày giặc Pháp đưa chị ra pháp trường, cả làng ta muốn phá tề cứu chị. Trước họng súng quân thù, chị vẫn còn gan dạ dặn lại bà con: xin bà con đừng manh động, đảng cứu nước là mong dân no ấm, mất làng nghề dân ta sống làm sao. Để cứu dân thoát khỏi ba đào thì đảng cũng nguyện hy sinh vì nghĩa lớn đó các cháu. Trời ơi, chị Đào! Các cháu ơi, thế rồi bên kia gốc đa
xác chị bị phơi dưới nắng. Ôi một tâm hồn trong trắng, một cuộc đời ngắn ngủi làm sao. Chị Đào đã tự nguyện hy sinh để dân làng thoát khỏi gian lao, vững bước đi lên trên làng nghề truyền thông. Mình chị hy sinh cho cả làng được sống, cho đồng lúa quê ta hạt mấy bông dày, cho tình nghĩa quê ta ngày một sông đầy, mầm sống vươn lên đường cày thêm vững. Ông ơi, thế bây giờ chị yên nghỉ nơi đâu hả ông? À, các cháu à, năm 1954 Điện Biên thắng lớn, quê hương ta được giải phóng, làng ta mở hội, vui chiến công tưởng nhớ đồng bào chiến sĩ đã hy sinh cho nền độc lập tự do. Mộ của chị Đào đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ các cháu à. Chị Đào, ông ơi, nghe chuyện ông kể mà chúng cháu đây xót xa. Các cháu ơi, dạ. Người truyền nghề là Thành Hoàng, người giữ nghề cho làng ta được tôn là Thánh Mẫu. Nguyễn Thị Đào, anh hùng liệt sĩ, được thờ làm Thánh Mẫu, lấy ngày rỗ làm ngày việc làm. Các cháu ạ, ơn nhớ tổ tiên, kính cha thương mẹ, biết ơn người có công với đất nước quê hương là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Dạ vâng, chúng cháu hiểu. Mỗi tấc đất quê hương đều phải đổi bằng máu xương bao chiến sĩ. Con đường đi dẫu còn nhiều gian khổ, nhưng tổ quốc mình rồi sẽ vượt qua để xứng đáng với truyền thống ông cha. Chúng cháu hứa sẽ làm nhiều việc tốt hơn. À, tốt lắm. Cho quê mãi tươi xanh, đàn em vui hát, cho
cho lễ hội quê mình trọn niềm vui, cho độc lập tự do mãi mãi xanh tươi. Chiếc quạt quê hương ấm áp tình người,